Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Điểm tin cuối tuần. Ninh Thuận lọt vào nhóm 10 tỉnh thành thu hút FDI cao nhất cả nước. Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình kết nối những yêu thương chia sẻ khó khăn với em Nguyễn Thị Qua ở thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Chương trình thời sự tối nay mở đầu với phần điểm tin cuối tuần. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 35 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo và sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần xác định công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát của cấp ủy Đảng trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nhằm đảm bảo ổn định tình hình trước khi diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong phối hợp tổ chức giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp trong nhân dân, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về khiếu nại tố cáo và trong công tác tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư theo ngành, lĩnh vực, tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời bức xúc của người dân trong vùng dự án nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân, hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh cải cách hành chính để ngăn chặn, hạn chế hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Vừa qua, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Dự họp có đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy và các hội đoàn thể tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, triển khai các mô hình phát triển kinh tế gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết của tỉnh ủy. Tăng cường công tác nắm tình hình cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm thu hút phát triển đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và xem xét giới thiệu đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng vừa chủ trì cuộc họp giao ban với Bí thư các huyện, thành ủy bằng hình thức trực tuyến để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Dự họp tại điểm cầu tỉnh ủy có đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đào Trọng Định, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Dự họp tại điểm cầu các huyện thành ủy có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư các huyện thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Trong đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 3 đột phá và 6 ngành lĩnh vực trọng tâm. Các ngành lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng, chủ động theo dõi dự báo các phương án ứng phó hiệu quả với tình hình mưa lũ,
phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nhất là dịch tả heo châu Phi, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm, dự án có quy mô lớn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình phục hồi kinh tế, vốn ba chương trình mục tiêu quốc gia, vốn các công trình dự án trọng điểm. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các huyện, thành ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, công tác tuyên truyền phục vụ đại hội. Vừa qua, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự họp có đồng chí Lâm Đồng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch chủ động hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 theo đúng kế hoạch, định hướng cho các cơ quan báo, đài tăng thời lượng tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tập trung hoàn thành địa chiến Ninh Thuận. Ban tổ chức Tỉnh ủy thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của tổ báo cáo chuyên đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Chủ động tham mưu báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ động chuẩn bị công tác kiểm tra giám sát năm 2025, rà soát giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội. Ban nội chính Tỉnh ủy tham mưu tốt công tác tiếp công dân, có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác nắm tình hình, tâm trạng nhân dân, dư luận xã hội, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước. Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tốt công tác biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh ngay sau khi các tổ chuyên đề có báo cáo gửi về tiểu ban nội dung. Trong tuần, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho người dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tham dự có đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, tham mưu ban hành các chính sách về phát triển kinh tế biển, đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường biển. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai chính sách về thu hút đầu tư, tăng năng lực sửa chữa, cải hoán tàu thuyền, tập trung thực hiện chính sách phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch vùng nuôi bờ, biển, quy hoạch xây dựng, đô thị, du lịch, nông thôn, công nghiệp, quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ nghề cá, đẩy mạnh xã hội hóa công tác nạo vét các cảng cá, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, tuyên truyền vận động ngư dân khắc phục tình trạng tàu cá 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, mong muốn trong thời gian tới, các nhân sĩ trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín tiếp tục thể hiện vai trò, tiếng nói của mình để chuyển tải nội dung tinh thần của hội nghị đến các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh đến Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có thẩm quyền, qua đó tạo sự đồng thuận hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển. Vừa qua, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã đến khảo sát việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt và Công ty Cổ phần Thảo Dược Liên kết Việt Nam.
Phát biểu tại các nơi đến khảo sát, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng và chú trọng xây dựng thương hiệu của sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến kết nối, kêu gọi đầu tư, nhân rộng mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm, ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học về các loại cây trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường và tích cực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Đồng chí Lê Văn Bình cũng đề nghị các sở ngành và thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời có kế hoạch nghiên cứu sâu về triển vọng và sự phát triển của các loại cây dược liệu để tham mưu cho tỉnh hoạch định kế hoạch chiến lược phát triển, mở rộng các vùng nguyên liệu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lan tỏa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan, tập trung rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội, xây dựng phương án đón tiếp đại biểu và các đoàn tham gia ngày hội, chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về ngày hội đến với người dân, du khách gần xa. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư năm 2024 chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư năm 2024. Rà soát bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo chính trị phục vụ đại hội, đảm bảo chất lượng. Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng lưu ý các huyện, thành phố chủ động phương tiện đưa đón đại biểu, bố trí khu vực an nghỉ, đảm bảo và lựa chọn sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của địa phương để trưng bày tại đại hội. Thành viên ban chỉ đạo đại hội tiếp tục rà soát tất cả các nội dung công việc, tập trung phối hợp hoàn tất các nhiệm vụ phân công, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đại hội diễn ra chu đáo, trang trọng và thành công tốt đẹp. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 và danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2025 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp thẩm định tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, trong đó còn tổng hợp thêm danh mục đất công ích tại địa phương để tăng cường công tác quản lý. Đối với danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các địa phương khẩn trương cung cấp bổ sung hồ sơ pháp lý liên quan đến từng dự án, đồng thời lưu ý các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo các quy định của pháp luật. Đồng chí Lê Huyền giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng hợp các dự án đủ điều kiện để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng năm 2025 để triển khai thực hiện theo quy định. Vừa qua, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc điều chỉnh bổ sung đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, có giá trị kinh tế cao đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương thống kê lại toàn bộ tổng đàn, diện tích chăn nuôi và các trang trại, từ đó hình thành quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung phù hợp, tham mưu ban hành đồng bộ các tiêu chí kiểm soát về quy mô diện tích nuôi, cũng như quy trình xử lý chất thải theo đúng quy định pháp luật hiện hành, rà soát lại các dự án chăn nuôi đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư và dự án chưa được cấp phép để bố trí quỹ đất phù hợp, tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ hoạt động chăn nuôi tại các trang trại, kiên quyết xử lý đối với các trang trại không chấp hành theo đúng quy mô cấp phép và không đảm bảo vấn đề môi trường. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa đi kiểm tra một số khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở trên địa bàn hai huyện Ninh Sơn và Bắc Ái. Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn và Bắc Ái cần phải có giải pháp kịp thời, khẩn trương, quyết liệt với mục tiêu cao nhất
là đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ. Trong đó, chủ động rà soát tổng thể các đập tràn dân sinh, nhất là những đập tràn xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, để đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp, thay thế. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, lắp đặt biển cảnh báo, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu ban đêm, cắt cử lực lượng túc trực tại các vị trí đặc biệt nguy hiểm. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu đường đang triển khai trên địa bàn hai huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các phương án thiết kế đảm bảo chất lượng khả thi phù hợp với từng khu vực. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, các nhà đầu tư FDI đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước với nguồn vốn hơn 24,78 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, Ninh Thuận đã ghi nhận lượng vốn đăng ký cấp mới tăng mạnh với tổng vốn FDI đạt hơn 1 tỷ USD, giúp tỉnh lọt vào nhóm 10 tỉnh thành thu hút FDI cao nhất cả nước 9 tháng năm 2024. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, thời gian tới, Ninh Thuận sẽ tập trung triển khai có hiệu quả quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở để xây dựng định hướng thu hút, kêu gọi các dự án FDI phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh, thực hiện tốt chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2021-2025, thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư và quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, sản phẩm, tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường kết nối hợp tác xúc tiến thu hút đầu tư với các cơ quan ngoại giao của các nước thành viên EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ. Trong 3 năm qua, 2022-2024, từ nguồn vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Ninh Thuận đã bố trí là 587,68 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư thực hiện 10 dự án thành phần của chương trình với hơn 120 công trình được đầu tư. Cụ thể, từ nguồn vốn trên đã hỗ trợ xây dựng hoàn thành 317 căn nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 539 hộ, xây dựng 8 công trình nước sinh hoạt tập trung cho các hộ nghèo, chuyển đổi nghề cho 1.930 hộ. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị chủ trì thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn, nhất là nguồn vốn sự nghiệp đối với các dự án, tiểu dự án chưa giải ngân nhưng đã xác định được nội dung, định mức chi và các dự án thành phần của chương trình nhằm đảm bảo đúng quy trình, giải ngân đúng tiến độ, tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, hỗ trợ nhân dân, nhất là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối những yêu thương kỳ này mời quý vị và các bạn chia sẻ khó khăn với em Nguyễn Thị Qua, 12 tuổi, ở thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Em Qua không may bị tai nạn giao thông, chi phí điều trị tốn kém, rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Em Nguyễn Thị Qua sinh ra trong một gia đình nghèo, ba bỏ đi, một mình mẹ làm thuê đủ việc để nuôi ba chị em của Qua. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, em Qua không may bị tai nạn giao thông, nứt sọ và xuất huyết khoang dưới thái dương phải, cần phẫu thuật và điều trị tích cực. Hoàn cảnh gia đình em thì, mình em thì em cũng nuôi ba con, mà em cũng không có công việc ổn định. Em cũng đi lặt hành, ngày cũng được trăm mấy, cũng đủ trang trải gia đình. Không may biết đi mua đồ ăn đồ uống thì mới bị tai nạn. Giờ em không có đủ chi phí để điều trị.
Vì em Qua không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị tốn kém, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho em. Mặc dù em Qua đã vượt qua cửa tử, nhưng còn theo dõi và uống thuốc định kỳ, gia đình không còn khả năng để lo cho em. Nhằm giúp gia đình vơi bớt khó khăn và có điều kiện chạy chữa cho em Qua, chương trình Kết nối những yêu thương đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ 52 triệu đồng. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.